Rồi. À, cô đã nhắc lại chỗ này trong cái phần recall, trong trường hợp bạn nào không xem được thì coi lại á. Thì cái phần đánh giá này có các cái phần trăm như là trên slide ha. Trong đó chỉ lưu ý các bạn là cái phần quiz của mình là phần bắt buộc, phần quiz, tức là phần được xét điểm liệt ha. Thì là cái phần này các bạn phải tham gia và có điểm là từ 3 trở lên ha. Nếu dưới 3 điểm thì chắc chắn là các bạn bị rớt cái môn này ha, tại vì đây là điểm liệt nha. Rồi cô nhấn mạnh cái phần quiz lại ha. Còn bài tập lớn là 30% là sẽ được thảo luận trong cái buổi thực hành. Còn final exam là kiểm tra cuối kỳ, chiếm 50% thi đề mở và thi trắc nghiệm. Rồi nếu không có bạn nào hỏi nữa thì cô qua phần tiếp theo nha. Cái số tuần, cái số quýt này thì các bạn cứ để ra đi ha. Tại vì bây giờ là mình chương trình đào tạo của mình, theo chương trình của mình đó thì là 15 tuần lận. Nhưng mà theo cái lịch online mình dạy theo kiểu plan mode mà có học như thế này á, học online và có thực một số hình thức khác đó, thì mình chỉ là 12 tuần thôi. Nhưng mà sau qua Tết thì có thể mình học trực tiếp, cô chưa biết nữa ha. Thì nói chung cái số tuần của mình nó sẽ khác, nhưng mà chương trình của mình cái chương này nó sẽ theo cái sườn này. Còn số tuần này có thể linh động thay đổi chút xíu nha, cô nói trước đó. Cái này là cái tuần cô dự kiến trước là do cái lịch của mình là 12 tuần thôi. Rồi. Thì hôm nay sẽ là cái buổi giới thiệu về môn học nè. Sau đó mình sẽ qua luôn cái chương 1 là giới thiệu các cái khái niệm và cái kiến trúc của cái database system, tức là một cái khái niệm và kiến trúc của cái hệ cơ sở dữ liệu ha. Rồi cái sau đó là mình sẽ học qua chương 2, tức là khoảng chương này khoảng tốt khoảng 2 tuần. Tức là mình trình bày về cái mô hình thực thể mối liên kết. Mô hình thực thể mối liên kết đây là cái mô hình ở cấp ý niệm cấp cao, ý niệm hay là cấp cao, để mà mình biểu diễn các cái yêu cầu về các cái ràng buộc về dữ liệu. À, mình sẽ dùng cái mô hình này, tức là mình có cái yêu cầu bài toán ha, là yêu cầu thiết kế cho tôi cơ sở dữ liệu dành để cho lưu trữ các thông tin về trường đại học nè, hoặc là cái quán ăn nè, hoặc là một cái chuỗi cửa hàng, đó là cái yêu cầu ha. Thì mình phải vẽ được cái mô hình thực thể mối liên kết này để biểu diễn được các cái dữ liệu mình cần lưu được trong các cái hệ thống đó, sự ràng buộc của các cái dữ liệu đó. Rồi chương 4 là mô hình thực thể mối liên kết mở rộng hay enhance, mở rộng thì nó là mở rộng của mô hình ở trên, thì nó sẽ bổ sung thêm một số khái niệm khác ha, nhằm cho mình biểu diễn được cái cơ sở dữ liệu của mình tốt hơn. Rồi sau khi đó là sau cái chương này, sau chương mở rộng này mình sẽ là tốn khoảng 2 tuần, đó là mình thực hiện giới thiệu cái mô hình dữ liệu quan hệ và thực hiện cái việc ánh xạ từ cái lược đồ ở trên theo cái lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ ha. Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ là mình sẽ bắt đầu bước qua cái bước hiện thực rồi đó, tức là mình có cái lược đồ cơ sở dữ liệu, mình có thể hiện thực nó trên một số cái DBMS cụ thể hay cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu cụ thể. Rồi thường thường thì cái bài test, cái bài quiz của mình nó sẽ dừng ở đây nè, tức là sau cái bước mapping này á thì mình sẽ có một cái bài quiz nhỏ nhỏ ha. Rồi sau đó là sau cái bước SVM mình có cái bài quiz, bài thứ hai ha. Rồi còn cái bài quiz số 3 thường thường nó nằm với cái tuần cuối cùng, tuần ôn thi á, thì nếu mà kịp thường thường là sẽ có bài quiz số 3 tổng kết là cái phần còn lại, còn không thì mình đẩy qua cái phần thi cuối kỳ luôn ha. Rồi rồi sau cái chương này thì mình sẽ qua phần đại số quan hệ ha, relational algebra, đại số quan hệ tức là các cái phép toán ha, các cái để mà mình thực hiện cái việc truy vấn trên cái lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ mình thiết kế ở trên. Truy vấn tức là mình thể hiện, mình lấy những thông tin mình mong muốn ha, thực hiện những cái yêu cầu dữ liệu mình mong muốn trên cái cơ sở dữ liệu của mình. Rồi tiếp theo là mình khoảng tốt 2 tới 3 tuần mình sẽ học về cô ngôn ngữ SQL ha, để cái ngôn ngữ để hỗ trợ mình truy vấn dữ liệu. Tuần số 10 là mình sẽ học một số cái lý thuyết liên quan tới việc thiết kế cơ sở dữ liệu, như là thế nào là cái cơ sở dữ liệu tốt và mình thiết kế như vậy có tốt hay chưa, cái tiêu chí nào để mình đánh giá cái cơ sở dữ liệu này là tốt, thì đó là liên quan tới việc chuẩn hóa ha. Rồi tiếp theo cho chương 8 là liên quan tới việc mình tìm hiểu cách người ta lưu trữ cơ sở dữ liệu nè, cách đánh chỉ mục ha, cách thiết kế cơ sở dữ liệu ở cấp vật lý, cấp bên dưới á, cấp thầy lưu trữ ở cấp bên file bên dưới á, để coi mình trần thiết kế như thế này thì trước bên dưới cái máy tính, cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu đó, nó lưu như thế nào. Và cuối cùng là chương 9 là cái chương bảo mật cơ sở dữ liệu ha.
Thì cái chương này sẽ giới thiệu những cái khái niệm cơ bản về cái việc bảo mật, thế nên là bảo mật cơ sở dữ liệu, tức là làm sao bảo vệ cơ sở dữ liệu của mình. Đồng thời tuần này cũng là tuần ôn nha. Và thi cái nội dung thi của mình là tất cả các nội dung thi có trong cái course content này ha, cái nội dung môn học này. Về tài liệu tham khảo thì cô đã up lên trên cái trang BK e-learning của mình, đó là cuốn số 7 nè. Cũng có dấu sao này ha. Fundamentals of Database Systems ha. Thì đây là cái cuốn cơ bản nhất trong các giáo trình về cơ sở dữ liệu, hệ cơ sở dữ liệu. Rồi, à, hết rồi. Thì đây là cái phần giới thiệu chung về cái cơ sở dữ liệu là cái hôm nay. Rồi, có bạn nào thắc mắc gì không? Không thắc mắc thì mình chuẩn bị qua phần tiếp theo nha. Rồi, điểm danh là không điểm danh ha. Nhưng mà cái bữa nào có quiz thì mình phải làm quiz nha. Và làm quiz thì là trùng giờ trên lớp luôn đó. Tức là trong buổi học đó thì là dù cuối giờ hoặc là giữa giờ tùy theo cái lịch học của mình ha. Thì sẽ mình có cái buổi quiz. Và để tránh các bạn nghỉ không phù. Tức là nhiều khi các bạn vắng đúng cái buổi làm quiz thì cô sẽ thông báo trước khoảng một tuần ha. Tức là tuần sau làm quiz thì tuần này cô thông báo trước để các bạn biết và sắp xếp tham gia. Giáo trình tiếng Việt thì không em ơi, chịu khó đọc đi. Rồi, dù sao mình cũng phải có chứng chỉ tiếng Anh này ha, thì chịu khó xíu xíu. Rồi, giáo trình tiếng Việt thì có giáo trình ngày xưa của thầy thầy Trực, có sẵn một ngày ha. Tuy nhiên mà thầy Trực thì dùng hệ ký hiệu hơi khác chút xíu, các cái khái niệm thì giống ha, ví dụ entity dịch là thực thể, relationship là mối liên kết, thì các khái niệm cái dịch ra nó cũng giống. Nhưng mà cái về cái ký hiệu á, cái mô hình á thì lúc trước là dùng ký hiệu kiểu khác, còn bây giờ dùng ký hiệu kiểu khác thôi. Thì bạn nào thích thì có thể tìm hiểu cái tìm về cái giáo trình hệ cơ sở dữ liệu của thầy Nguyễn Trung Trực nha. Rồi thực ra các bạn tìm cái bộ giáo trình tiếng Việt nào cũng được, để các bạn nắm ký hiệu cũng được, nắm cái tên cái tức là các bạn sợ vừng đọc không hiểu tiếng Anh thì có thể là các bạn đọc cái giáo trình tiếng Việt ha, để mà mình nắm các cái tên các cái khái niệm tiếng Anh này dịch tiếng Việt như thế nào. Nhưng mà về bộ chuẩn ký hiệu thì các bạn dùng, tại vì có ví dụ như là có rất nhiều cái ký hiệu để mà mình biểu diễn cái mô hình dữ liệu cấp cao, thì trong bài này chọn mô hình thực thể mối liên kết ha, thì mình phải chọn đúng cái khái niệm đó mình đọc ha. Thư viện có cuốn màu xanh dương, nói chung em cho cô coi cuốn đó làm sao chứ cô cũng không không nhớ không thấy nữa. Rồi, à, với lại khi đi thi á thì ví dụ các cái từ nào nó đặc biệt ha, những cái từ nào cơ bản của database thì như là cô không mở hoặc chú thích chẳng ha, những cái từ khóa nào nó đặc biệt thì các thầy cô đều mở khóa mở hoặc và chú tiếng Anh vô. Đi thi là tiếng Việt nha, cái chữ tiếng Việt, cái đề tiếng Việt ha, rồi có thể có một số từ khóa thì có thể mở ngoặc ra đi tiếng Anh cho mình. Rồi. À, nếu không còn gì nữa thì để cô qua cái chương tiếp theo ha. Rồi. Cô xin.
Thì trong quá trình cô giảng thì nếu các bạn có thắc mắc gì, các bạn bấm nút cái raise hand á, nó kêu cái tích một cái thì cô mới nghe nha. Tại cô ở qua slide, cô không thấy màn hình này, bạn gõ vô cửa sổ chat thì nhiều khi cô không thấy nha. Mình cứ gõ vô cửa sổ chat cũng được, nhưng mình raise hand là thì nó sẽ có cái tiếng beep một cái thì cô biết là có bạn nào có ý kiến gì đó nha. Chứ các bạn cứ gõ cửa sổ chat là cô không thấy á, tại vì cô qua màn hình chiếu slide rồi. Rồi cái chương cái đầu tiên là cái môn cơ sở dữ liệu ha. Thì cái chương đầu tiên là chương giới thiệu cho mình các cái khái niệm cơ bản và cái kiến trúc của cái hệ cơ sở dữ liệu. Rồi. Thì nói chung về cái môn này á, thì là cái môn này giới thiệu các cái kiến thức cơ bản về hệ cơ sở dữ liệu nè. Bao gồm là cái lịch sử nè, rồi động cơ phát triển cái hệ cơ sở dữ liệu, tức là tại sao mình phải xây dựng các khái niệm cơ sở dữ liệu hay để lưu trữ nè, rồi các cái kiến trúc, các cái thành phần của một hệ cơ sở dữ liệu. Rồi sau đó mình nghĩ xong thì mình sẽ tìm nghĩa là tìm hiểu các cái mô hình dữ liệu luận lý, các khái niệm này đều được đề ra ha, mô hình dữ liệu luận lý nè, mô hình dữ liệu ý niệm, và cũng như là mô hình dữ liệu quan hệ. Có rất nhiều cái mô hình để giúp mình biểu diễn các cái cấp độ khác nhau của cơ sở dữ liệu ha. Rồi ngoài ra môn này cũng thảo luận về một số cái như là đại số quan hệ, là mình thấy trong cái đề cương mình có hết nè, ngôn ngữ SQL nè, các nguyên lý và các phương pháp thiết kế sơ cơ sở dữ liệu, cũng như các vấn đề về mặt lưu trữ, quản lý và bảo mật cơ sở dữ liệu. Rồi. Các khái niệm thì mình trên đây là đây. Thêm về cái môn này, để biết môn này học về cái gì thì các bạn phải đọc kỹ thêm về cái đề cương nha. Cái đề cương này cô cũng up lên trên BK e-learning rồi đó. Rồi. Trong chương này thì gồm có 6 phần ha. Phần giới thiệu nè. Rồi. Đầu tiên là phần giới thiệu ha. À, định nghĩa thôi, cái này chủ yếu là định nghĩa thế nào là một cái database, cái hệ cơ sở dữ liệu. Thì nó là một tập hợp, nói chung hệ cơ sở dữ liệu, nói chung là cơ sở dữ liệu ha. Database là cơ sở dữ liệu, database system là hệ cơ sở dữ liệu. Thì định nghĩa của database, tức là định nghĩa của cơ sở dữ liệu, là một tập các cái dữ liệu mà có liên hệ với nhau nha. Cái chữ related này mình tô đỏ nha. Như vậy là khi mình có thể là đi thi trắc nghiệm á, người ta hỏi được đưa ra một số định nghĩa thì mình nhớ là tập hợp các dữ liệu có liên hệ với nhau ha, theo cái nghĩa nào đó, tức là đặt trong một cái ngữ cảnh nào đó nha. Nhắc lại là dữ liệu phải có liên hệ với nhau mới gọi là cơ sở dữ liệu nha, chứ không phải là tập các dữ liệu rời rạc ha. Rồi nó sẽ, cơ sở dữ liệu này sẽ biểu diễn một vài cái khía cạnh nào đó của cái thế giới thực của mình, tức là cái bài toán cụ thể trong thế giới thực của mình. Ví dụ như người ta yêu cầu thiết kế cơ sở dữ liệu áp dụng dành cho trường bách khoa, tức là cơ sở dữ liệu này sẽ lưu trữ những dữ liệu thông qua liên quan tới nội bộ trường bách khoa mình thôi. Và dĩ nhiên là cơ sở dữ liệu do nó đặt trong bài toán như vậy thì nó sẽ có được thiết kế này, được xây dựng nè, và được tức là xây dựng và được phát triển dành cho một cái mục đích cụ thể nha. Tóm lại là không ai xây dựng cơ sở dữ liệu chung chung hết, phải đặt trong một bài toán cụ thể, một ngữ cảnh cụ thể, có mục đích cụ thể. Rồi thì ở đây ví dụ như cơ sở dữ liệu dành cho trường đại học, trên sẽ chứa các thông tin liên quan tới sinh viên nè, các khóa học nè, rồi các điểm của sinh viên ha, trong cái môi trường đại học. Rồi thì từ những cái thông tin mình cần lưu trữ như vậy, người ta sẽ đề xuất ra cái cách, như mình sẽ đưa ra các cái data record ha, các cái trường dữ liệu, các cái record dữ liệu liên quan tới student học sinh nè, course là khóa học, section là các cái học kỳ nè, cái red report là liên quan tới điểm nè, cái lecturer là giảng viên chẳng hạn. Thì mình đề xuất các thông tin mình cần lưu nhé. Rồi chương 1 là chủ yếu liên quan tới các khái niệm, thì có thể là hơi buồn ngủ chút xíu nha, các bạn nên chuẩn bị sẵn ly nước, cái bên buồn ngủ thì uống miếng nước nha, xem tới chương sau thì mình có vừa học vừa thực hành ha, thì nó sẽ đỡ chán hơn. Rồi sao em dễ sang? Dạ cô ơi, em tới giờ đi chích mũi ba, cô cho em xin phép đi rượu mà. Rồi bạn nào có bệnh chích ngừa thì vẫn ưu tiên trước đi ha, rồi cứ đi chích ngừa đi ha, rồi có gì mình coi lại cái bài gì coi sau nhé. Dạ em cảm ơn cô, em chào cô. Rồi. Cô cũng mới chích hôm qua, biết đang hồi hộp, tối hôm qua hồi hộp, biết sáng nay có dạy được không, cũng may sáng nay dạy được ha.
Rồi các bạn đều chích mũi 2, mũi 3 hết rồi thì hy vọng là học kỳ sau là mình qua Tết là mình gặp được nhau nhé. Rồi, cái khái niệm tiếp theo là khái niệm về DBMS ha, tức là hệ quản trị cơ sở dữ liệu, mình viết tắt là DBMS. Rồi, nó là một DBMS là gì? Thực chất nó là một cái tập hợp các cái phần mềm ha. Người ta viết ra nhằm mục đích là để tạo và quản lý điều hành các cái cơ sở dữ liệu nha. Như vậy nè, đây là các cái ứng dụng ha. Các ứng dụng. Rồi mình sẽ thông qua cái DBMS sẽ là cái hệ thống có phần mềm ha, giúp mình điều khiển quản lý các cái cơ sở dữ liệu bên dưới nha. Như vậy nó là DBMS là trung gian giữa cơ sở dữ liệu và ứng dụng ha. Rồi. Cái DBMS thì cũng hay lắm mà, tìm hiểu các cái nguyên lý, các cách hoạt động của nó cũng rất là hay. Bạn nào quan tâm thì có thể học cái môn tự chọn là DBMS nhé, là bạn môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Mình hiểu rõ hơn các cái DBMS. Thì cái hình thành cái phát triển của cái cơ sở dữ liệu của mình nó ra qua khá là nhiều bước thôi, tức là các dữ liệu của mình nó càng lúc nó càng trở nên phong phú đa dạng và nó phức tạp, nó thẳng là vậy ha. Thì ngày xưa cơ sở dữ liệu truyền thống thì cơ bản là mình lưu cái gì, lưu dữ liệu text là chữ nè hoặc là số ha, lưu các thông tin text cho các cái chuỗi ký tự rồi các cái chuỗi số chẳng hạn. Như vậy thì từ từ mình phát triển ra thêm có các cái hệ quản trị riêng à, dành cho việc lưu trữ các multimedia nè, tức là cái đa phương tiện như là video, hình ảnh, phim, các cái clip ha, cái video stream này nè. Mình cái đó thì là cái file, như vậy mình sẽ có cái cơ sở dữ liệu đặc biệt riêng để quản lý các cái loại dữ liệu này cách phù hợp ha. Còn nếu mà giả sử như các DBMS thông thường thì nó cũng có chức năng là lưu các cái object, các cái đối tượng như là phim rồi các cái ảnh chẳng hạn, như vậy nó vẫn có ha. Nhưng mà nếu mà mình viết ứng dụng riêng dành cho việc xử lý cái multimedia này, các cái dữ liệu đa phương tiện này, thì mình phải cần cái cơ sở dữ liệu phù hợp để mà quản lý các cái dữ liệu này ha. Còn nếu mình lưu trong các cơ sở dữ liệu bình thường cũng được, nhưng mà mình chỉ lưu nó như cái object thì thôi, mình không có thao tác gì trên nó hết. Rồi, cái cơ sở dữ liệu tiếp theo là cái spatial, tức spatial liên quan tới không gian. Cơ sở dữ liệu lưu thông tin về không gian, à, không gian là không gian 3 chiều, 4 chiều này nè ha. Rồi, liên quan tới dữ liệu, liên quan tới dữ liệu về map nè, các cái bản đồ nè, à, rồi các dữ liệu về thời tiết và các cái hình ảnh vệ tinh. Nói chung là cái không gian này lưu trữ dữ liệu liên quan tới bản đồ, thông tin về bản đồ, ví dụ như các bạn thấy Google Maps này ha. Thực chất nó có rất là nhiều cái layer thông tin nè, nhiều layer về đường đi nè, layer về ảnh chụp rác từ vệ tinh nè ha, layer về liên quan tới thời tiết, hoặc layer liên quan tới cái việc các cái building chẳng hạn như vậy, hoặc là layer chuyên liên quan tới việc giao thông ha. Như vậy nó có rất nhiều lớp thông tin. Như vậy mình cần cơ sở dữ liệu đặc biệt không gian để mình lưu trữ cái dữ liệu về bản đồ này. Rồi tiếp theo là cơ sở dữ liệu về thời gian ha. Cơ sở dữ liệu về thời gian thì lưu các dữ liệu liên quan tới dữ liệu lịch sử. Thì dữ liệu lịch sử này thường thường là thông liên quan tới cái log file, tức là những dữ liệu phát sinh ra liên tục, hoặc là những dữ liệu ghi nhận từ các cái cảm biến gửi về theo thời gian thực. Ha, ví dụ có cảm biến ghi nhận thời tiết rồi này nọ, và hoặc diễn biến các sự kiện xảy ra, hoặc cái dữ kiện liên quan tới các hoạt động của một cái doanh nghiệp, hay là tức là cái trang thương mại điện tử vân vân, tức là ghi lại các cái transaction xảy ra đó ha, nó liên quan tới dữ liệu về không gian, xin lỗi, dữ liệu về lịch sử ha, tức là thời gian. Thì mình cũng cần cái database chuyên biệt mình lưu. Thì cái việc mà lưu các sự kiện xảy ra này hoàn toàn các bạn cũng tương tự ha, các bạn lưu bằng cơ sở dữ liệu thông thường cũng được, nếu bạn đã có viết ứng dụng rồi mình viết cái log file bình thường cũng được. Nhưng mà trong trường hợp mà cái table này là áp dụng cho những cái dữ liệu mà chuyên về thời gian luôn, sẽ có cái hàm để mà xử lý truy vấn theo thời gian đó, cái hàm riêng ha, đặc biệt xử lý các dữ liệu truy vấn các dữ liệu có tính chất thời gian, nó có những cái chức năng riêng biệt hỗ trợ cho cái dữ liệu về thời gian này. Thì tóm lại đây là một số cái quá trình phát triển của nó, là có một số cái cơ sở dữ liệu đặc biệt, cái dữ liệu đặc biệt mà sinh ra cho cái quá trình phát triển của cái của con người mình ha, tức là mình có nhu cầu phát sinh thêm các cái loại dữ liệu mới ha. Rồi sao em? Cô em muốn hỏi là thường thì cái cơ sở dữ liệu đấy cô thường thì được lưu trong cái DBMS hay được lưu ở đâu vậy cô? DBMS là cái hệ quản trị là tập các cái phần mềm ha. Còn cơ sở dữ liệu mình về thực chất bên dưới cấp vật lý nó cũng lưu dạng file thôi em.
nó có lưu dạng file, nhưng mà bây giờ không phải là mình phải tự viết cái phần mềm mình đọc ghi file đó nữa, mà có cái DBMS đứng nó quản lý cái file đó. Nói chung về lưu trữ vật lý bên dưới cũng là dạng file thôi, cái cũng là cái chuỗi bit byte thôi, mà có cái DBMS nó đứng ở giữa nó xử lý cái đó. Còn còn với người dùng của mình thì mình không cần biết biết bên dưới nó lưu trữ như thế nào, mà chỉ việc là truy vấn à, lấy cho tôi thông tin có nhiều lưu cho tôi thông tin dữ liệu về sinh viên có như thế này, rồi lấy cho tôi dữ liệu về thông tin có mã số rồi sinh viên có mã số như thế này thôi, thì DBMS ấy đứng giữa nó làm việc đó. Dạ vâng, em cảm ơn cô. Rồi. Rồi, ở đây là nói về cái hai cái tiếp cận ha, Firebase và Database. Thì cách Firebase approach tức là cái về cái phát sinh cái nhu cầu mà lưu trữ dữ liệu. Thì dễ thấy trước là cơ bản nhất là trong cái sự của mình nó phát triển mình thì mình sẽ lưu dạng file thôi. Ngày xưa ha, mình các cái file mình đều lưu trữ dữ liệu mình lưu trong file hết ha. Và các cái file này có thể là lưu trong một hoặc là nhiều file. Rồi. Sau đó thì cái dữ liệu của mình được xử lý bằng cái ứng dụng máy tính của mình, tức là mình tự viết cái ứng dụng, cái application của mình xử lý cái file đó. Ví dụ như em tạo cái text file ha, trong đó lưu thông tin sinh viên, mỗi sinh viên là một hàng đi. Không? Rồi cái trường đầu tiên là mã số, cái trường thứ hai là tên vân vân. Và sau đó mình phải tự viết cái ứng dụng, mình đọc ghi cái file đó, viết từng dòng ha, mình xử lý từng dòng một như vậy. Đó là lưu trữ theo dạng file, tức là cái ứng dụng của mình tự viết ứng dụng, mình tự tạo cái file đó và mình tự quản lý cái cấu trúc cũng như là cách truy vấn cái file đó ha. Thì ở đây là cái hình minh họa nha. Ví dụ như phòng công ty của mình là có hai cái phòng ban ha, phòng sale với phòng contract, đi hai cái phòng ban này. Rồi, phòng sale thì cũng viết ứng dụng ha, phục vụ các chức năng liên quan tới cái phòng sale của mình ha. Và lưu trữ những cái file liên quan tới file phòng sale của mình riêng. Và tương tự cái phòng contract cũng vậy ha, mình có cái phần mềm riêng, mình có tập các cái dữ liệu riêng của mình luôn. Nói chung là mỗi phòng ban này có phần mềm riêng rồi có tập các cái dữ liệu riêng hết. Ví dụ đây là người ta minh họa một số các cái sales file ha. Đây có ba file, ví dụ như là file private owner này ha, người sở hữu gì đó ha, property for rent thường thường là cái tài sản cho thuê nhé, client là các khách hàng của mình. Rồi thì đây là một số cái bên trong, đó là một số cái trường thông tin liên quan tới từng cái file này. Tương tự bên contract cũng có ba file ha, file lease, file property for rent, file client, cũng có một số thông tin. Thì mình nhận thấy ví dụ như mình sẽ thấy có hai cái file nó giống, hai bộ file giống nhau, ví dụ property for rent ha, tức là công ty có thể là liên quan tới việc mà quản lý các cái tài sản cho thuê, thì phòng nào thì cũng có cái thông tin về tài sản cho thuê hết ha, có mã số nè, có tên đường. Thứ hai cái file này mục tiêu của mình là lưu các tài sản cho thuê của cùng một công ty, và tùy theo cái yêu cầu của từng phòng ban thì có thể lưu những thông tin khác nhau ha. Ví dụ như bên ở trên thì nó có postcode, ở dưới thì lại không, à có luôn không, rồi thì là ở trên thì có rooms ha, thì ở dưới lại không có rooms chẳng hạn, ví dụ vậy ha. Ở trên thì có lưu thông tin về cái owner number, tức là cái mã số của người sở hữu nè, ở dưới thì lại không có. Như vậy là rồi ha, cùng cái thông tin về tài sản thì có thể là có những cái này bên này có bên kia không có nha. Tương tự client bên dưới cũng luôn thông tin về khách hàng hết nha, bên mình quản lý sale quản lý contract cách đều phải luôn thông tin khách hàng hết, và có những cái thuộc tính chung cũng những thuộc tính riêng đó, mạnh ai nấy làm nha. Rồi thế thì từ đây có bạn nào nhận xét gì không? Nếu mình viết cái ứng dụng như thế này thì mình có gặp cái vấn đề gì không? Rồi. Không ai trả lời thì cô kêu lô tô thử nha. Đâu Nguyễn Tiến Dũng có đây Dạ có. không? Các bạn không học thì có thể không tham gia nha, nhưng mà tham gia rồi cô thấy tên là cô kêu đó nha. Rồi, theo em thì nếu thiết kế như thế này thì có vấn đề gì ha? Có nhiều bạn sao chép mà khác nhau Ừ, có nhiều bạn sao hay chép khác sinh học. nhau. Ừ. Rồi, đó là một ý kiến ha. Rồi nếu sao chép giống nhau thì sao? Dẫn tới việc gì? Gây xung đột dữ liệu. Ừ, gây xung đột dữ liệu rồi, cảm ơn em. Mà xung đột dữ liệu là xung đột sao?
Rồi, cảm ơn Dũng ha. Rồi, thứ nhất là cái dự bản copy giống nhau, tức là mặc dù là mỗi cái phòng ban có những thông cần lưu những thông tin riêng, nhưng đều là thông tin về property foreign, thì tức là sự dư thừa dữ liệu ha. Ví dụ như có cái property A đi, property mã số 01 đi, thì vẫn phải lưu ở phòng sale riêng nè, phòng lưu ở phòng contract riêng nè ha. Và mỗi công ty phải lặp lại ra, ví dụ là mã số 01 ở đường Lý Thường Kiệt, rồi postcode là nhiêu đó ha, cũng phải lặp lại như này nữa nha. Lưu nhiều bản copy khác nhau thì vấn đề đầu tiên là dư thừa dữ liệu. Cái vấn đề thứ hai như bạn nói là xung đột. Xung đột ở đây thông thường là người ta gọi là không đồng bộ ha, hoặc là dữ liệu không thống nhất với nhau. Ví dụ như là cũng là property là mã số 01 đi, ở trên thì nhân viên sale nó lưu là đường Lý Thường Kiệt quận 10 nha, cái chuỗi là đường Lý Thường Kiệt quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Rồi cái người ở phòng bên dưới phòng quan trắc cũng lưu là đường L V T Lý Thường Kiệt không L T K đúng rồi L T K ha, hai viết tắt là biến là ghi viết tắt là L T K, quận 10 ghi là Q 10 chẳng hạn như vậy, thành phố Hồ Chí Minh là ghi T P H C M ví dụ như vậy ha. Về nghĩa mình thấy là nếu mà mình con người mình xử lý thì mình đọc hai cái dữ liệu này nó giống nhau ha, cũng là đường Lý Thường Kiệt quận 10 thôi, nhưng mà về máy tính nó xử lý hai cái chuỗi nó hoàn toàn khác nhau luôn, hoặc mình chấm phẩy khác nhau rồi ra cái chuỗi khác nhau rồi nha. Như vậy thì cùng một dữ liệu mà mình lưu ở hai nơi có thể là những cái là xung đột, tức là nó không phù hợp, nó không thống nhất với nhau ha. Về máy tính nó xem hai cái chữ street như cô nói cái đường này nọ đó thì là nó là hai cái đường khác nhau, hai cái chuỗi khác nhau, hai đường khác nhau thì thôi. Đó, như vậy là rồi. Hoặc là ví dụ như là cái client đi, mặc dù mình là có số điện thoại giống nhau nè, telephone number nè ha, lúc đầu mình đều lưu cái client này, một cái client là số điện thoại là 1234 ví dụ như vậy ha, hai bên đều lưu giống nhau hết 1234, nhưng sau đó một cái khách hàng này họ cập nhật số điện thoại là 5678 đi, họ chỉ báo cho cái bên contract thôi, dù họ làm tới qua giai đoạn contract rồi làm hợp đồng rồi thì họ chỉ báo với bên hợp đồng biết là số điện thoại tôi cập nhật là 5678 rồi, thì bên hợp đồng cập nhật, bên contract cập nhật lại là số điện thoại là 5678, nhưng bên sale không ai báo họ biết không, họ vẫn lưu là 1234. Như vậy cùng một khách hàng mà bây giờ ở hai nơi lưu hai số điện thoại khác nhau à, sau một thời gian thì người ta biết cái số điện thoại nào đúng sai à. Như vậy là dữ liệu mình thứ nhất là không đồng bộ ha, tức là không giống nhau ha. Rồi dư thừa không đồng bộ nha. Rồi à, đây tổng kết là hai cái problem của mình ha. Data redundancy tức là dữ liệu dư thừa, tức là cùng một thông tin mà được lưu trữ ở nhiều nơi, nên nhiều bạn copy như bạn nói vậy đó ha, mình tốn không gian lưu trữ. Rồi cái phần thứ hai là dữ liệu không thống nhất ha, thì có thể là có nhiều bạn copy của cùng một dữ liệu nó conflict nhau, nó đụng độ, nó xung đột với nhau như bạn nói, tức là dữ liệu có thể không giống nhau ha. Rồi hoặc là thậm chí là không giống trong data format nữa, tức là không có giống kiểu dữ liệu nữa. Ví dụ như mã số nhân viên có bên kia thì lưu là kiểu số, bên này lưu kiểu chuỗi, mặc dù nó lưu là chuỗi số thôi, nhưng mà bên này thì lưu dạng chuỗi, bên lưu dạng số ha. Rồi đó là một số vấn đề mình có thể nhìn thấy trong cái việc hướng tiếp cận là sử dụng file. Rồi đây thì vẽ lại cái hình file by approach ha, cái ứng dụng mà ba cái file này vẽ là hình vẽ thôi. Thì bây giờ mình qua cái hướng tiếp cận nữa là dùng share file, tức là file chia sẻ, file dùng chung. Rồi thôi bây giờ file nhiều bạn copy quá thì mình thôi tạo ra cái file chung ha, mình chia sẻ giữa các phòng ban, tức là mỗi phòng ban vẫn có ứng dụng riêng, nhưng lúc này mình cắt cái tập file qua là chung rồi ha. Ví dụ như cái file property foreign hai bên đều cần hết, rồi mình tạo ra cái file chung. Rồi client file cũng tương tự ha. Đây, như vậy hai cái file dùng chung là file property foreign với file client, còn hai cái file trên ha, private owner với lại cái file lease của mình đó, là hai file riêng của từng phòng ban. Rồi với cách này thì rõ ràng mình giải quyết được cái việc là nhiều cái bản copy của cùng một dữ liệu ha. Rồi thế cách này là nó giải quyết được cái vấn đề là dữ liệu không thống nhất ha, không đồng bộ, thì mình còn có một file à nha. Bây giờ nó ngoài ra nó còn vấn đề gì nữa không, cái này ổn chưa, cách này được chưa? Học trường đầu lý thuyết buồn ngủ lắm cho nên là kêu các bạn cho tình ngủ đâu có. Bùi Minh, Bùi Hoàng Minh không, còn đây không? Bùi Hoàng Minh dạ có rồi, theo em đây
Dạ. Cái file này nó phải phụ thuộc ý là nhiều cái chương trình nó sử dụng một file thì cái file này nó phải phù hợp với cả cả hai bên luôn. Rồi đúng rồi, một ý rất đúng ha. Rồi cái ý đúng tức là cái file của mình phải phù hợp với cả hai ứng dụng. Nếu mà hai cái nhà phát triển ứng dụng này là hai hai cái phòng ban khác nhau thì dùng hai đơn vị độc lập khác nhau để phát triển ứng dụng, thì cái việc thống nhất cái format của hai cái file này cũng mệt đó nha. Tại bản thân cái property foreign của bên sale nó có những cái yêu cầu khác ha, những cái dữ liệu khác, cái trường dữ liệu khác nhau, còn bên contract cũng có trường dữ liệu khác nhau, cái việc thống nhất cái cấu trúc file cũng là một cái vấn đề ha. Rồi để phù hợp với các ứng dụng khác nhau. Còn vấn đề gì nữa không? Trời ơi, ai biết thì giơ tay đi để cô kêu mất công lắm. Nhà cái em nghĩ là ví dụ như thằng sale sửa lại cái chỗ của thằng contract nó quản lý thì không được. Rồi đúng rồi, cái việc phân quyền sử dụng ha, tức là những cái có những cái thông tin mà chỉ có phòng sale mới được quyền cập nhật thôi, đúng không? Hoặc là quyền xem thôi. Thì như vậy thì cái phòng contract nó cũng thấy luôn, nó cũng nhiều khi nó cập nhật luôn. Rồi, đó là cái ý thứ hai cũng rất là hay ha. Tức là việc quản lý cái chữ truy cập lên cái file này. Ai được phép làm gì trên trường dữ liệu nào? À, hoặc được phép thấy cái gì trên cái file này. Rồi. Cũng là một ý nữa ha. Rồi nếu việc đọc file thì nếu hai ứng dụng đọc ghi cùng lúc thì sao? Được không? À, cái việc truy vấn đồng thời. Ví dụ như là cùng cái property foreign hai cái ứng dụng một lúc nào đó ha, cùng truy vấn vào cái file property foreign. Truy vấn thì dễ đi, cùng cập nhật vô cái file property foreign. Một cái file thì có hai ứng dụng, không thể nào cho phép hai ứng dụng mở cùng lúc nha, đúng không? Mở cùng lúc thì được, cập nhật cùng lúc thì không được nha. Một cái file của mình thì tại một thời điểm chỉ có một ứng dụng được phép cập nhật thôi, hai cái cập nhật cùng lúc thì nó gây xung đột nha. Như là cái việc quản lý cái việc truy vấn đồng thời vô cùng một cái file ha. Rồi hoặc là như nãy cô nói là quản lý cái việc mà xem xóa sửa, tức là ai được phép làm gì, xem cái trường nào trên các cái file này cũng không được đảm bảo nha. Rồi và cái thứ ba nữa là cái ý thứ ba đó là cái cấu trúc của hai cái file này, để các cái file dùng chung này là phải được thống nhất giữa các cái ứng dụng hoặc là các cái ứng dụng sau muốn mà gọi là sử dụng các cái file này, họ phải tìm hiểu cái cấu trúc này và họ muốn bổ sung thêm một số cái thuộc tính khác, cái trường khác thì nó sẽ rất là khó khăn ha, có thể là gây lỗi cho các cái ứng dụng trước đó. Rồi thì đó là cái ưu nhược điểm ha. Đây tôi ghi lại là các cái file dữ liệu được chia sẻ giữa các ứng dụng khác nhau. Tóm lại thôi, cái vấn đề mà dư thừa dữ liệu lặp đi lặp lại á thì được giải quyết rồi ha, tức là được hạn chế đó ha. Rồi còn cái phần mà dữ liệu mà không thống nhất á giữa các cái version khác nhau thì được giải quyết rồi, tức là bây giờ mình có một file thôi, không còn nhiều version nữa. Và một số cái problem khác ha. Rồi như vậy bạn nói nè, cái cấu trúc dữ liệu cứng nhắc nè, tức là các cái ứng dụng mà sử dụng cái file này à, phải share cái file và cái cấu trúc của cái file này phải phù hợp với các cái ứng dụng. Nhiều khi nó phù hợp với ứng dụng này là không phù hợp với ứng dụng khác ha. Như bạn nói tức là nhiều cái ứng dụng với nhau mình phải thỏa thuận giữa các ứng dụng với nhau để mà cùng sử dụng cái cấu trúc dữ liệu này. Và chưa chắc người ta đồng ý với nhau ha, những nhà phát triển độc lập khác nhau thì có thể là không đồng ý ha, hoặc là tùy cái nhu cầu của mỗi cái ứng dụng nó có thể là yêu cầu cái file này tổ chức khác nhau. Rồi. Tiếp theo nữa là gọi là phụ thuộc dữ liệu vật lý. Thì trong một số trường hợp cái cấu trúc của cái file này thay đổi cái cấu trúc ha. Dù thêm cái cột mới, thêm cái trường mới đi à, gần như là cái cấu trúc nó thay đổi rồi ha, thì hoặc là xóa cái trường nào đó thì dĩ nhiên là sẽ ảnh hưởng các cái ứng dụng mà đã viết cho nó rồi. Mình lưu trữ dạng file mình phải tự đọc ghi các file mà, viết cái hàm đọc ghi file đó mà. Rồi tiếp theo là không hỗ trợ các cái điều khiển đồng thời, các cái truy cập đồng thời à, tức là nhiều ứng dụng cùng truy cập cùng lúc thì sao ha, hoặc là như bạn nói là điều khiển cả cái privacy, cái bảo mật trên cái ứng dụng cái file đó nữa ha. Tức như bạn nói là những cái trường này chỉ có file, chỉ có bên sale được xem mà bên contract không được xem, mình cũng không giải quyết được cái trường đó, cái chuyện đó nha. Rồi thì như vậy share file thì mình giải quyết được cái phần mà dữ liệu mình dư thừa, tức là mình duplicate á, tức là mình lặp lại không thống nhất, nhưng mà nó cũng phát sinh một số vấn đề khác.
Thì mình thấy cái quá trình người ta bắt đầu phát triển lên các cái yêu cầu tại sao, tức là đang đang dẫn tới tại sao mà mình phải sử dụng cái khái niệm gọi là database, tức là hệ cơ sở dữ liệu. Rồi thì oracle speaker tức là cái vấn đề hệ cơ sở dữ liệu xuất hiện bởi vì sao ha, thì cái định nghĩa của dữ liệu được nhúng trong cái ứng dụng hơn là được lưu trữ độc lập bên ngoài ha. Rồi mình sẽ cũng không cần phải điều khiển các cái truy cập các cái thao tác trên dữ liệu ha, trên các bài của các ứng dụng. Tức là cái việc và các thao tác này á, mình các ứng dụng của mình bây giờ chỉ việc yêu cầu là tôi cần cái gì, tôi muốn cái gì trên cái dữ liệu mình, tôi cần lưu trữ cái này, tôi cần lấy thông tin này thôi. Còn cái việc lưu trữ như thế nào, cách truy vấn như thế nào thì mình nên để riêng, tách riêng ra cái nơi nào đó, cái bên thứ ba chịu trách nhiệm về phần đó. Dữ liệu chỉ yêu cầu là tôi muốn cái gì, tôi cần cái gì thôi, thay vì nó phải tự động mà quản lý các dữ liệu bên dưới nữa ha. Rồi thì đó là mình mới xuất hiện ra cái khái niệm là DBMS. Như hồi nãy mình thấy cái hình á, nó là cái đơn vị thứ ba đứng giữa dữ liệu và ứng dụng. Này cái hình hồi nãy thôi, mình vẽ lại cụ thể cho cái bài toán của mình. Như vậy cái database của mình là một tập, nói chung gọi là database hệ cơ sở dữ liệu của mình, thực chất nó một tập các cái file thôi. Tóm lại thì nó vẫn là tập các cái file, mình gọi chung là cơ sở dữ liệu. Có ba cái file, hình như bốn cái file theo yêu cầu của mình như hồi nãy ha. Rồi bây giờ mình xuất hiện thêm cái ở giữa là cái DBMS, là cái phần mềm, cái hệ thống các phần mềm để chịu trách nhiệm mình truy vấn trên database. Còn các cái ứng dụng của sale, của contract thì nó không làm việc trực tiếp trên các cái file nữa mà phải thông qua này. Rồi như vậy các cái DBMS này sẽ việc nó sẽ nhận yêu cầu từ các ứng dụng, và sau đó nó sẽ là các phần mềm nó thực hiện truy vấn cái database ha, nó xử lý tất cả các thông tin liên quan vô hai cái ứng dụng này, truy vấn đồng thời thì nó sẽ có cơ chế để điều khiển đồng thời khi hai cái ứng dụng này cùng truy vấn, cùng cập nhật. Nó có định nghĩa là các quy tắc ha, các cái cơ chế để mà nó xử lý cái thao tác đó. Như vậy là mình tách thêm một lớp nữa nhé, đó là lớp DBMS ha, đứng giữa database với lại các cái ứng dụng của mình. Rồi à, cái này là khái niệm về data dữ liệu. Thì trong sách rất có định nghĩa thêm thế nào là dữ liệu ha, dữ liệu là gì, dữ liệu là các cái sự kiện ha, vẫn lưu trữ lại. Rồi bây giờ dữ liệu thông tin nó là sự nó khác nhau như thế nào, cái slide này thường cũng chẳng hỏi ha, nhưng mà cho nó vui thôi. Database nhắc lại ha, là tập các cái dữ liệu, nhắc lại người ta là nữa, có liên hệ luận lý với nhau, và cái bảng mô tả các dữ liệu này, và nó được thiết kế để đáp ứng cái nhu cầu nào đó của cái bài toán của cái tổ chức, có nghĩa là cái bài toán nào đó ha, lưu trữ cơ sở dữ liệu cho một tổ chức, ví dụ như là trường đại học Bách Khoa. Thì trong đó là cái dữ liệu có liên hệ với nhau, và thêm cái nó là gì, description của cái những dữ liệu này, có nghĩa là cái bản mô tả, tức là cái bản mô tả là người ta hay gọi là metadata đó, siêu dữ liệu ha. Tức là mình mô tả là cái dữ liệu này là gồm những cái trường nào, gồm những file nào, tức là thông tin dữ liệu về dữ liệu á. À. Rồi data nói chung ha, cái hình này cái data thì nói chung mình có cái số 308, 308 là cái chuỗi 308, thì cái này gọi là dữ liệu nè. Chỗ vậy thôi, mình không biết đó là cái gì hết ha. Nhưng mà khi mình đặt cái dữ liệu này trong một cái ngữ cảnh cụ thể, tức là dữ liệu mà được xử lý, mình thấy cái định nghĩa mình hay thấy là thông tin là dữ liệu được xử lý, được đặt trong một cái ngữ cảnh nào đó. Thì như vậy nếu cái dữ liệu 308 này đặt trong cái bản đồ như thế này, không? Thì lúc này dữ liệu của mình nó có ý nghĩa, nó có mang thông tin là ví dụ như là theo mình hiểu đây là khoảng cách từ Đà Lạt thành phố Hồ Chí Minh đi ha, là đơn vị tính là 308 km, đi theo nếu mà đi theo quốc lộ 20 ví dụ như vậy. Thì như vậy là cái dữ liệu đặt trong cái bài toán cụ thể mình ra cái thông tin. Rồi knowledge, knowledge như vậy có data là 308 không biết gì hết à, thông tin là 308 km, còn knowledge là một cái nhận xét ha, tức là mình rút ra được là tức là trong quá trình mình xử lý cái thông tin đó, trong áp dụng nó trong cuộc sống của mình,
thì mình nhận ra được rằng 308 km là một khoảng cách cũng khá là xa, đúng không? Nếu đặt trong cho người thân mình. Rồi còn wisdom tức là những sự thông thái này ha, tức là nó cấp cao hơn nữa. Bây giờ mình có thông tin là như vậy là 308 km là xa rồi thì sao? Thì như vậy là nếu mà nó rất là khó khăn để mà đi bộ, nếu 308 km thì không đi bộ ha, tốt nhất là mình tìm cái phương tiện di chuyển nào khác nhé. Rồi thì đây là cái minh họa nhỏ nhỏ cho các bạn thấy phân biệt các khái niệm là dữ liệu, thông tin, rồi tri thức, rồi sự thông thái ha. Sao em? Ông ai hỏi? Phát hả? Cái khái niệm data cô thì thường là nó diễn tả những cái điều chung chung của cô. Data hiểu là những, đúng rồi, data nó là đó, nó chỉ là cái chuỗi thôi, tức là chỉ là cái những điều chung chung, cũng là mình chưa đặt vô ngữ cảnh gì hết thì nó là cái chuỗi số hay cái gì hết, nên nó không mang thông tin nha. Tức là dùng như 308 thì nó chỉ là cái chuỗi 308, cái chuỗi tên của em ha, vậy thôi. Ví dụ cái tên của em là, xin lỗi, là nhìn gì đây, tên gì đây, Mai Thịnh Phát đúng không, cho cái chuỗi Mai Thịnh Phát, gì Mai Thịnh Phát thôi, đặt thông tin vô đây là trong trường đại bách khoa, trong lớp một cơ sở dữ liệu thì biết biết chính xác đó là em, hoặc để chữ Mai Thịnh Phát, dù mai mốt có tên đường nào là Mai Thịnh Phát chẳng hạn, như vậy nha. Như vậy là cái, tức là cái chuỗi có không mang thông tin gì hết, cái chuỗi thông tin thôi, là cái chuỗi dữ liệu thôi, nó là dữ liệu chung chung chưa có ý nghĩa gì hết. Rồi khi mình đặt nó trong cái bài toán những cảnh cụ thể thì dữ liệu nó mới mang thông tin, nó có ý nghĩa nào đó. Dạ vâng, em cảm ơn cô. Rồi thì đây là một cái môi trường hệ cơ sở dữ liệu đơn giản ha. Tức là ngoài một số cái thành phần khác người ta lược bỏ ra, những thành phần quan trọng là gì? Rồi cái người sử dụng hoặc là người lập trình ha, trong cái là cái hệ cơ sở dữ liệu của mình nè. Rồi cái này gọi là cái hệ cơ sở dữ liệu nè, thì ở đây á là các cái ứng dụng, các cái chương trình hoặc là cái câu truy vấn, tức là người dùng hoặc là người lập trình ha, đưa ra các cái yêu cầu truy vấn, các yêu cầu mà ứng dụng, các cái truy vấn ha, hoặc là các ứng dụng của mình đưa ra các cái truy vấn. Rồi thì các truy vấn này sẽ đưa trong cái DBMS của mình, thì chủ yếu là các bạn thấy là sẽ có hai cái thành phần chính ha. Thành phần đầu tiên, cái nhóm các phần mềm đầu tiên nó gọi là các phần mềm liên quan tới việc xử lý các câu truy vấn, tức là nhận các yêu cầu. Ví dụ nhận cái chuỗi là các bạn học SQL thấy nhận cái chuỗi là select, ví dụ như là lấy mã số sinh viên từ cái bảng sinh viên ha, select mã số sinh viên from sinh viên ha, tức là lấy cái mã số. Thì người ta nhận cái câu truy vấn đó, nó phải xử lý rồi để hiểu được cái truy vấn nó nói cái gì. Sau đó nó đưa qua cái bên là gọi là cái phần mềm xử lý cái việc truy cập dữ liệu. À, có cái nhóm phần mềm xử lý cái việc mà lấy dữ liệu thực chất lưu trữ bên dưới cái data cái của mình, vật lý bên dưới của mình, cái store data thực chất nó lại ha, nó là tập hợp các cái file thôi, được lưu trữ thôi, thì nó sẽ sử dụng cái việc đọc ghi các file này, lấy dữ liệu trong các file này để phù hợp với các yêu cầu người ta đưa ra và trả lại cho ứng dụng. Và cái mấy bên này bạn sẽ thấy là cái metadata ha, tức là dữ liệu về dữ liệu, tức là siêu dữ liệu đó. Thì ví dụ như là mình lưu thông tin về sinh viên đi ha. À, sinh viên thì có mã số sinh viên, họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ quê quán, vân vân. Cái mà cô vừa nói đó chính là metadata, tức là siêu dữ liệu, tức là định nghĩa xem bảng sinh viên của mình là gồm những cái trường dữ liệu gì nha. Ở trường dữ liệu đó là kiểu gì, ví dụ như là mã số sinh viên là kiểu chuỗi, ngày tháng năm sinh là kiểu ngày tháng nha. Cái đó là cái metadata để định nghĩa là cái bảng sinh viên gồm những thành phần nào, kiểu dữ liệu đó là gì, các ràng buộc gì không. Còn dữ liệu thật sự bên dưới á, sẽ là lưu sinh viên Nguyễn Văn A, mã số là 1 2 3 4 5, ngày tháng năm sinh là ngày 1 tháng 1 năm bao nhiêu đó. À, dữ liệu thực tế bên dưới gọi là store data của một sinh viên cụ thể, các sinh viên cụ thể. Còn metadata là lưu thông tin về cái bảng sinh viên đó gồm những gì. Rồi đây nãy có nói là cái system catalog ha, người ta gọi họ khái niệm là metadata, là mô tả cái định nghĩa của dữ liệu, cho phép để mà cho phép cái việc là chương trình và dữ liệu độc lập với nhau. Như vậy là nếu mà dựa vào cái metadata này, một cái ứng dụng khác ha, mà một nhóm khác thì một phòng ban khác mới được thành lập, họ muốn viết cái ứng dụng cho cái phòng ban của họ,
thì họ chỉ việc đọc cái metadata này. Tức là bạn biết là cái bảng sinh viên gồm những cái trường như thế này rồi. Như vậy là tôi muốn sử dụng bảng sinh viên thì tôi chỉ việc là hiểu cái sinh viên gồm những cái trường gì thôi là tôi có việc sử dụng. Mình không cần đọc cái file bên dưới, mở cái file sinh viên ra coi nó gồm những trường nào, phân tích như thế nào ha. Mình chỉ cần đọc hiểu cái cấu trúc cái file đó thôi. Thì nhờ cái metadata này nó cung cấp cái việc là độc lập giữa chương trình với dữ liệu. Tức là chương trình muốn viết ứng dụng thì không cần quan tâm dữ liệu bên dưới luôn như thế nào, gồm những dữ liệu gì ha, chỉ biết là cái cấu trúc của nó như thế nào là cái mình có thể viết ứng dụng được rồi. Rồi các cái dữ liệu luận lý á thì nó được tạo thành là các khái niệm là thực thể nè, thuộc tính nè, mối liên kết, các tổ chức. Rồi như vậy là cái trong cái hướng tiếp cận mà database á, người ta gọi các cái khái niệm ha, mình sẽ gặp là khái niệm về thực thể nè, thuộc tính và mối liên kết nha. Cái này mình sẽ trình bày sau. Rồi nhắc lại khái niệm là DBMS ha. Như vậy trong cái hướng tiếp cận database thì bắt buộc phải sử dụng cái DBMS, cái phần mềm trung gian đứng giữa quản lý cái cơ sở dữ liệu của mình. Rồi định nghĩa nó một lần nữa nè, là tập hợp các cái phần mềm mà nó chịu trách nhiệm về gì, định nghĩa nè, xây dựng nè, thao tác nè, chia sẻ cái cơ sở dữ liệu giữa nhiều ứng dụng hoặc là các cái ứng dụng user khác nhau. Rồi như vậy cái hệ cơ sở dữ liệu các bạn nhớ ha, nó là bao gồm cái dữ liệu của mình và cái phần mềm DBMS để mà quản trị cái cơ sở dữ liệu của mình. Thì thông thường là trắc nghiệm thì lâu lâu cũng hỏi ha, dù hỏi database system bằng gì, cái nhưng có công thức này ha, người ta đảo lại ví dụ database bằng database system cộng DBMS software, hoặc DBMS bằng database system cộng database gì đó. Nói chung là các bạn hiểu thì biết là hệ cơ sở dữ liệu là cái môn mình học nè, mình sẽ hệ học về database và cái tức là cách sử dụng DBMS để mà mình truy vấn cái database thôi nha, mình không học về cái cấu trúc bên trong cái DBMS, mình học cái cách sử dụng DBMS để mà truy vấn và quản lý dữ liệu thôi. Còn học về DBMS được tổ chức như thế nào, gồm những phần mềm gì như thế nào là có cái môn tự chọn khác riêng nha. Rồi hướng tiếp cận database cho phép user đây, các cái gạch đầu dòng này chịu khó, nếu mà sau này có đánh dấu slide gì đó thì là nó hay hỏi nè, đi một lần luôn trắc nghiệm ha, cho mấy cái lựa chọn đó là mình chọn thôi. Thì hướng tiếp cận cơ sở dữ liệu cho phép nè, người dùng đặt tả ha, kiểu dữ liệu nè, cấu trúc dữ liệu nè, bất kỳ dữ liệu, cái ràng buộc dữ liệu nào được lưu trữ bên trong cơ sở dữ liệu. Thì tất cả các đặc tả này được lưu trữ trong database hết, tức là cho phép mình đặc tả là mình cần lưu cái gì, cần lưu sinh viên gồm có các thuộc tính như thế này này, các ràng buộc về dữ liệu, ví dụ như là sinh viên của mình là phải 18 tuổi mới là sinh, 17 tuổi 18 tuổi mới là sinh viên đi ha, thì cái ngày tháng năm sinh là phải bằng năm hiện tại trừ ngày sinh với lớp 18, cũng ví dụ như vậy á, tức là 18 tuổi mới nhận, dưới 18 tuổi không nhận chẳng hạn, như vậy ví dụ ha, tức là các cái ràng buộc về mặt dữ liệu mình cũng được đặc tả hết rồi. Thì cho phép người dùng là gì, query data, đặt tả xong, mô tả xong thì cái việc là query ha, tức là việc truy vấn trên dữ liệu. Cái việc truy vấn này bao gồm là gì, lấy dữ liệu ra, trong dữ liệu có cái gì cho tôi coi ha, như lấy cho tôi mã số nha, thông tin của sinh viên có mã số là 12345 đó là query. Rồi update ha, ví dụ cập nhật của mình thì liên quan tới thêm xóa sửa nha, cái khái niệm update của mình là bao gồm là update nguyên cái database luôn á ha, là thêm xóa sửa dữ liệu. Thêm dữ liệu là thêm một sinh viên mới vào, delete là xóa một sinh viên ha, modify tức là chỉnh sửa thông tin một sinh viên, ví dụ có sinh viên nào đó ngày tháng năm sinh bị sai thì mình cập nhật lại là modify nhé. Rồi control access to database tức là điều khiển các cái truy cập vào cơ sở dữ liệu, thì nó liên quan tới nhiều hệ thống lắm ha, hệ thống bảo mật tức là cho phép, tức là ai được phép xem dữ liệu gì, ví dụ sinh viên theo nguyên tắc của mình là sinh viên nào thì được chỉ được xem điểm của mình thôi, đúng không, điểm người khác là không được xem, tức là cái về bảo mật ha, tức là cái privacy, bảo vệ tính riêng tư của mọi người. Rồi integrity tức là hệ thống toàn vẹn ha, thường thường cái này liên quan tới việc cập nhật, tức ví dụ như điểm của sinh viên thì có thể chỉ có cô mới được nhập nè, hoặc là phòng đào tạo có thể là chỉnh sửa thôi,
các bạn không thể nào tự chỉnh sửa của mình hết nha. Như vậy là cái integrity đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu nè. Rồi, concurrency control tức là liên quan tới việc hệ thống điều khiển các truy vấn đồng thời. Nếu có hai người cùng cập nhật một cái trường cùng lúc thì xử lý như thế nào? Đó, thì có cái hệ thống để quản lý cái này. Rồi, hệ thống recovery control tức là hệ thống phục hồi ha. Tức là nếu sự cố hệ thống có thể sự cố gì có thể khả năng khôi phục lại. Nếu như backup là mình bung các bạn backup ra ví dụ như vậy. Rồi. Và có một cái hệ thống để lưu trữ các cái catalog tức là các cái hoạt động của các cái user xảy ra trong hệ thống. À. Thì cái việc lưu trữ các hoạt động xảy ra trong hệ thống này có thể lưu trên tức là sử dụng trong nhiều mục đích, ví dụ như kiểm toán ha, tức là xem việc gì đã xảy ra với hệ thống nè. À. Rồi. Cô, em muốn hỏi là cái tính toàn vẹn ở đây nó giống như kiểu việc phân quyền là cô. Không toàn vẹn thì không phân quyền à, cũng có phân quyền đó nha. Đó nha. À, cái toàn vẹn đây liên quan thường thường là dữ liệu phải thống nhất tức là integrity ha. Tức là dữ liệu tức là toàn vẹn là chỉ những user nào có quyền mới được phép cập nhật, thay đổi dữ liệu. Tức là những cái dữ liệu phải được thay đổi một cách hợp lệ. Ví dụ như điểm của sinh viên thì chỉ có được giáo viên mới được nhập vô. À. Vì ngay các nhân viên phòng đào tạo họ được phép xem nhưng mà cũng không được phép nhận thay đổi, tức là nếu muốn thay đổi thì phải báo lại giáo viên mới là người cập nhật điểm lại, chứ không cho phép một cái nhân viên phòng đào tạo nào ví dụ như người có con cháu của họ lén chỉnh sửa điểm không được ha, hoặc là các bạn tự chỉnh sửa điểm của mình không được, tức là cái quyền hạn của các bạn không có thì các bạn không được phép chỉnh sửa, ai có quyền mới được chỉnh sửa, đó là tính toàn vẹn đó, integrity. Dạ, vâng, em cảm ơn Rồi. cô. Rồi. Rồi các cái vai trò trong cái một cái môi trường cơ sở dữ liệu. Thì trong cái môi trường cơ sở dữ liệu mình tức là có một số cái vai trò tức là cái sau thì cái nhóm user cái nhóm vai trò đầu tiên liên quan tới là database administrator tức là người quản trị cơ sở dữ liệu nha. Cái này mình hay gọi là DBA á, bạn nào có làm ứng dụng là thấy ha, khi mình cài cái DBMS thì thông thường mình sẽ có cái account đặt mặc định có cái quyền là DBA ha, là người quản trị toàn bộ cái cơ sở dữ liệu của mình. Rồi. Cái nhóm user thứ hai, cái nhóm người thứ hai tức liên quan tới việc là database designer tức là người thiết kế cơ sở dữ liệu. Những người này chịu trách nhiệm về thiết kế cơ sở dữ liệu là họ thiết kế xem là cơ sở dữ liệu mình sẽ lưu những dữ liệu nào. À, những dữ liệu có những cái trường thông tin gì, những ràng buộc gì, kiểu dữ liệu gì. Đó là người thiết kế cơ sở dữ liệu. Và nhóm tiếp theo là nhóm database liên quan tới programmer application tức là mình là lập trình ứng dụng. Và cuối cùng là end user tức là người sử dụng cái ứng dụng đó. Thì trong cái môn này thì các bạn đóng vai trò cả ba cái thành phần này, bốn cái user, bốn cái vai trò này luôn ha. Trong đó chủ yếu mình làm cái chủ yếu là mình làm cái database designer này, mình thiết kế cơ sở dữ liệu ha. Trong sau đó thì quan tới học kỳ 2 xin lỗi không phải kỳ 2 mà là cái database designer tức là cái mình thiết kế cơ sở dữ liệu ha. Sau khi thiết kế xong thì các bạn qua cái bài tập lớn số 2 á, thì mình có phần là viết cái ứng dụng tức là cái database programmer là các bạn cũng đóng vai trò này nhưng mà ít thôi, tức là viết cái ứng dụng nhỏ nhỏ đơn giản ha, tức là sử dụng cái database mình đã thiết kế ha để mà mình làm một số chức năng nào đó mong muốn ha. Rồi mình cũng phải đóng vai trò là database administrator tức là mình tạo cái database đó ra, tạo ra cái database sự quản lý một số cái quyền truy cập cơ bản trên cái database đó ha, tức là mình phân quyền ai được phép làm gì, xem dữ liệu nào, cập nhật dữ liệu gì trên cái database của mình cũng học luôn cái này. Còn cái end user nói chung các bạn viết ứng dụng ra thì mình đóng vai trò là end user, mình thử dụng thử coi nó được hay không thôi, cái end user này thì là người dùng thôi. Như vậy mình có đóng vai trò chủ là ba cái vai trò trên ha. Như vậy trong cái môn này mình gọi là mình cover tức là mình bao gồm hết cả những cái chức năng này đó, tức là những cái vai trò này hết á. Những cái vai chủ là mình đứng hai cái vai trò đầu tiên này.
liên quan tới việc sử dụng cái database, thiết kế và sử dụng cái database của mình. Này. À, người quản trị cơ sở dữ liệu chịu trách nhiệm gì? Đây, mấy cái này cũng lưu ý ha. Nếu có in ra thì hoặc là gì đánh dấu trách nhiệm. Thông thường thì mỗi chương sẽ có một vài câu hỏi, thì sẽ có các câu hỏi trong chương này thì liên quan tới cái việc là xác định cái vai trò ha. Ví dụ như là DBA làm gì? Rồi, ủy quyền các cái truy cập vào cơ sở dữ liệu. Rồi, theo dõi cái sự vận hành của cơ sở dữ liệu. Rồi, tức là cấp ha. Cấp các cái resource, các cái tài nguyên của cái tức là các cái tài ta cấp cho phép, tức là các cái tài nguyên sử dụng, các tài nguyên của cơ sở dữ liệu của mình là cho phép sử dụng những cái bạn nào, những cái resource nào ha, có rất nhiều resource ha. Rồi. Thì chủ yếu là mình chịu trách nhiệm chính về việc là cho phép các cái truy cập nào, authorizing tức là ủy quyền thôi, tức là chỗ này là cái việc mà phân quyền như bạn nói ha, tức là cho phép ai được phép làm gì trên cái database của mình đó. Còn monitor tức là mình giám sát nó trong quá trình nó vận hành có xảy ra sự cố gì hay không, mình xử lý cái sự cố đó ha, đồng thời mình theo dõi ghi nhận là các hoạt động xảy ra. Rồi mình ở đây là mình cấp tức là các cái về cái resource ha, là các cái tài nguyên của cái tức là cái DBMS của mình, các bạn học cái môn DBMS sẽ có rất nhiều cái tài nguyên trong cái DBMS ha, cho phép các ứng dụng nào được sử dụng những tài nguyên nào nữa. Rồi cái database designer là người thiết kế cơ sở dữ liệu, chịu trách nhiệm gì? Xác định dữ liệu nào cần được lưu, chọn cấu trúc dữ liệu phù hợp để lưu trữ. Như vậy cái đi cái chỗ đó là thường thường hay hỏi là gì, cái DBA không phải là người thiết kế cơ sở dữ liệu nha, họ không chịu trách nhiệm về việc vẽ ERD, sau này vẽ ERD rồi ánh xạ ha. Cái người mà thực hiện cái việc mà vẽ các cái bản thiết kế là database designer, người thiết kế cơ sở dữ liệu. Còn database administrator tức là người chịu trách nhiệm về việc vận hành cái cơ sở dữ liệu đó. Rồi. Application programmer là người thiết kế ứng dụng thực hiện thực các chức năng, tức là liên quan tới việc chức năng ha, cái functional requirement tức là những cái yêu cầu về chức năng dành cho cái hệ thống. End user là người sử dụng cơ sở dữ liệu, người sử dụng ứng dụng để mà cái ứng dụng của mình là yêu cầu là để truy vấn cơ sở dữ liệu đó. Rồi một số cái worker behind the scene tức là những cái vai trò khác ha, mà thông thường là mình sẽ không có thấy, tức là behind the scene tức là chỉ là những cái người là thiết kế cái DBMS, nói chung là vậy đó, tức là những cái người mà chịu trách nhiệm về việc thiết kế và hiện thực cái hệ DBMS ha, cái này mình nắm qua thôi. Ừ. Tức là người thực hiện thiết kế và hiện thực chức năng, các chức năng của DBMS. Rồi cái tool developer tức là những người phát triển với các cái công cụ hỗ trợ thêm, có những cái tool mà mình có thể add in, tức là mình có thể plug in vào cái cơ DBMS của mình, tức là mình có thể cài thêm cho cái DBMS của mình các cái tool đó. Rồi và những cái người liên quan tới việc vận hành maintenance của cái phần mềm, đó là cái phần cứng liên quan tới việc vận hành của cái hệ cơ sở dữ liệu của mình. Rồi các cái thành phần ở đây là cái thành phần chi tiết hơn. Hôm bữa thì cái hồi nãy mình chỉ thấy DBS có hai thành phần là nhận cái câu truy vấn, phần thứ hai là xử lý, là nhận và xử lý câu truy vấn, phần thứ hai là truy vấn dữ liệu thôi, người ta tách ra thôi. Cái thành phần chi tiết hơn này, đây là symbol, cái này là phức tạp hơn, bao gồm nhiều thành phần hơn ha. Rồi các thành phần mà truy vấn thì gồm có ba, là cái ứng dụng nè, hoặc là người dùng có thể là đưa ra cái câu truy vấn không cũng được, tức là không thông qua cái ứng dụng họ tự đưa ra cái câu truy vấn, họ sử dụng cái interface của cái DBMS họ đưa ra cái câu truy vấn cũng được. Rồi cái DBA ha, cái database schema tức là cái lược đồ cơ sở dữ liệu của mình á, DBA sẽ là người cứ đưa cái lược đồ cơ sở dữ liệu vào cái hệ thống, database designer là người thiết kế thôi ha, sau đó sẽ ra được cái database schema này, thì cái DBA này sẽ là người đưa cái schema, cái lược đồ này vào cơ sở dữ liệu của mình. Thì cái ứng dụng mình sẽ có cái phần là DML, cái DML pre processor, DML là ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu nha, tức là cái ngôn ngữ này, cái này sẽ nói sao ha, tức là cái cho phép mình định nghĩa các cái bản, các cái thông tin dữ liệu mà mình cần lưu trữ nha. Còn query processor tức là nơi mà xử lý các câu truy vấn, à tức là nó sẽ diễn dịch cái chuỗi câu truy vấn select from where của mình á, hoặc là câu update gì đó ha,
câu chuyện cập nhật dữ liệu của mình để mình hiểu user hay cái ứng dụng muốn lấy gì, muốn làm gì trong ứng dụng của mình. Rồi cái DDL, xin lỗi, DML là ngôn ngữ thao tác dữ liệu chưa, rồi rồi ngôn ngữ thao tác dữ liệu ha, đáp nó lại cái ba cái ngôn ngữ này. Còn cái DML là ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu nè, rồi các cái program object code ha, cái phần này là liên quan tới cái việc ứng dụng, các cái code ứng dụng thôi. Cái database manager tức là cái phần quản lý, cái module liên quan tới việc quản trị cái cơ sở dữ liệu, nó sẽ là kết nối trực tiếp với cái database, cái file dữ liệu ha. Còn dictionary manager tức là cái này liên quan tới cái dictionary là các cái từ điển, tức là các cái thông tin chung, nó cũng gần giống như metadata ha. Tức là nó là dictionary là nó định nghĩa các cái thuật ngữ, các cái từ ngữ được sử dụng, cái gọi là các cái keyword được sử dụng trong cái DBMS của mình. Để mà khi nó xử lý các câu truy vấn thì mình sẽ dùng cái dictionary này. Rồi, thì bạn nào quan tâm các thành phần này thấy cảm thấy thú vị cái phần này, cái học môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Còn trong môn này thì mình không tìm hiểu tất cả, không tìm hiểu chi tiết các thành phần này. Nói tóm lại là mình chỉ tìm hiểu cái interface của cái DBMS, làm sao sử dụng nó để tạo tạo dữ liệu, truy vấn dữ liệu hết ha. Rồi trước khi qua phòng này tôi nghĩ các bạn break chút xíu đi, để like chút xíu nha, rồi mình nhảy là khoảng 10 phút nha.